cái điểm chung của những chai vang mà giá từ tầm trên 1 triệu là gì? Thường là Giang nói là điều chung trên toàn thế giới đã. Những chai vang đấy trên 1 triệu tức là quy ra khoảng độ 40 đồng tiền Mỹ đi, hoặc là gần 40 đồng tiền Euro đi. Dù là ở bất cứ thị trường nào thì đó đều được xem là những chai vang ngon và những chai vang tương đối cao tiền rồi. Anh chị em biết những người ở bên những nước giàu có phát triển, kể cả những người mà có điều kiện không phải lúc nào người ta cũng dám xài những chai vang thường xuyên trên 50 đồng, trên 40-50 đô đâu. Cứ những chai vang dùng nhiều nhất là những chai vang 15-20 đồng dùng hàng ngày đấy. Cho nên những chai vang mà từ 4-50 đô hoặc euro trở lên ấy, là những chai vang ở trên toàn thế giới đều là những chai vang tốt hoặc những chai vang tương đối cao tiền rồi. Cho nên ấy, để mua những chai vang đấy chúng ta cần phải tìm hiểu rất kỹ, không thì chúng ta sẽ bị mất tiền oan. Xin chào anh chị em. Ở clip trước Giang đã chia sẻ cách chọn những chai vang tầm 500 đến dưới 1 triệu rồi. Ở clip này Giang sẽ chia sẻ những chai vang bán ở thị trường tầm trên 1 triệu. Đây, chẳng hạn những chai bên trái này, hoặc là những chai bên phải là những chai mà từ 2 triệu trở lên. Cái thứ nhất là bởi vì ở Việt Nam tuyệt đại đa số mọi người là chưa có sành vang lắm, cho nên là có một số nơi người ta đưa những dòng vang đó không có tên tuổi gì, hoặc là không có thương hiệu gì cả, hoặc là những chai vang mà là đặt hàng theo cách riêng rồi về đây rồi họ nâng giá lên tùm lum tà la, nâng lên rất nhiều lần luôn. Như Giang đã chia sẻ rồi, họ làm những cái gọi là chú trọng phần lớn vào những cái hình thức vỏ chai thật là nặng này, thật là dày này, rồi người ta biết là cái gu là thích là nồng độ cồn cao, đế sâu, người ta cứ tập trung vào đấy, còn cái ruột còn chưa hẳn đã được tương xứng với giá thành họ bán. Cho nên khi mà chúng ta mà đã chi ra đến trên 1 triệu để chọn một chai vang, cần tìm hiểu kỹ về nó, vẫn là search trên Google bằng tiếng Anh để tìm các thông tin về một hãng vang quốc tế. Family wine mà lại thêm organic nữa thì càng tốt, tức là hữu cơ càng tốt. Xuất khẩu đi nhiều nước phát triển trên thế giới, Anh, Mỹ, rồi Đức, rồi Âu Châu, Singapore, Hồng Kông, thì đấy mới là những chai vang đáng tin cậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta search, chẳng hạn như là trên wine search, thì chúng ta có thể biết được giá trung bình ở các nước. Ví dụ, thường là những cái chai mà ở các nơi họ bán, họ sẽ quy ra tiền Việt Nam đồng mình đấy, trên trang web đấy, những chai trên 1 triệu của mình ấy, thì thường giá ở các nơi thường sẽ 500-700 tầm thì tùy, là chúng ta có thể có cơ sở để so sánh giá. Thêm nữa là một cái điều cực kỳ quan trọng mà Giang đã chia sẻ ở clip trước và nói nhiều lần rồi, là sự bảo quản. Bảo quản phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì những chai vang mà tầm trên 1 triệu thì là thường nó sẽ ngon hơn sau khoảng 3-4-5 năm. Kể cả ví dụ chẳng hạn đây là một chai vang Úc nhé anh chị em. Nhiều người nghĩ rằng vang trắng phải uống ngay, nhưng vang trắng chẳng hạn như chai này, một chai Amelia Park này, Chardonnay này, nó chỉ ngon hơn sau 5 năm. Ví dụ đây là chai Vintage 2019. 2019 tức là vụ nho người ta hái ở Úc là tháng 3, tháng 4 gì đó, tháng 3, Chardonnay thường giữa tháng 3. Ở bên Tây Úc là giữa tháng 3 năm 2019. Bây giờ là cuối năm 2023, đã là 4 năm rưỡi rồi, mà nó vẫn chưa lên đến đỉnh. Nó vẫn chưa ngon. Năm nay Giang uống thì ngon hơn năm ngoái rất nhiều cùng vụ nho này. Năm ngoái thì uống ngon hơn năm kia. Nhưng chai này chắc phải chờ thêm 1 năm nữa, tức là phải 5 năm. 5 năm rưỡi sau vụ hái nho thì nó mới ngon. Đấy, có nghĩa là những chai vang mà trên 1 triệu rồi ấy, thì thường nó sẽ phải ngon sau khoảng 5 năm từ lúc con số người ta ghi trên cái tem này thì nó mới ngon, thường là như thế. Dĩ nhiên là có một số dòng thì cần phải uống luôn, nhưng mà Giang đang nói là đa số, tuyệt đại đa số. Mà trong 5 năm đấy, tức là cứ cho là trong sản xuất người ta bảo quản ở bên hãng mà mất 1 năm, 1 năm rưỡi đi, hoặc thậm chí 2 năm đi, sau đấy họ xuất xưởng đi các nơi, là còn 3 năm về đến Việt Nam. 3 năm ở Việt Nam, các nơi người ta bảo quản không tốt, điều kiện không đủ 18-20 độ. Ở các nơi thì người ta thậm chí phải bảo quản ở những hầm 15-17 độ cơ. Nhưng ở Việt Nam cứ cho là chỉ cần bảo quản 18-20 độ đều đặn, đủ độ ẩm, tức là độ ẩm không khí phù hợp và nhiệt độ phù hợp thôi. Rất ít shop có thể làm được điều đó. Và thường là những chai đấy phải bảo quản 3 năm đến 5 năm. Còn những chai này 7-8 năm, 9 năm cơ, nó mới ngon. Đấy, thường là như vậy. Cho nên ấy, là cái thời gian bảo quản rất là quan trọng. Và khi anh em chị em mà vừa mua chai vang đấy về, xong bảo tại sao bảo ra mấy triệu mà uống mà nó không ngon như mình nghĩ, là bởi vì nó bảo quản chưa chuẩn, hoặc là nó chưa đến tuổi uống để ngon. Thì đây là những dòng trung bình cao của các hãng tốt, bảo quản tốt, bảo quản rất tốt, và người bán hàng phải thực sự hiểu vang và có tâm. Thế còn đây là những chai vang trên 2 triệu hoặc là cao hơn nữa, thì thường đấy là những phiên bản tốt đến xuất sắc của các nhà làm vang. Có những nhà làm vang người ta chỉ làm 1-2 loại thôi, nhưng có những nhà làm vang người ta làm đến hàng chục, hàng nhiều chục loại vang chẳng hạn. Thì thường những chai mà 2-3 triệu trở lên ấy, thì thường đấy là những phiên bản icon, tức là biểu tượng hoặc là rất xuất sắc hoặc là hàng đầu, top hàng đầu của họ. Dĩ nhiên ấy, là những cái vùng đất tốt nhất, những trái nho xuất sắc nhất, người ta hái lượng nho hạn chế nhất, cả một gốc nho trồng đến 3-40 năm, 5-60 năm mà người ta chỉ hái 1 ký nho để làm vang thôi. Những kỹ thuật tân kỳ nhất, rồi cái gì cũng là tốt nhất để họ đưa vào. Và điều kiện bảo quản ấy, càng phải nghiêm ngặt hơn nữa, càng phải cầu kỳ cẩn thận hơn nữa. Bởi vì những chai đấy có thể nó còn lâu hơn những chai tầm trên 1 triệu.
Có những chai nó phải 7-8 năm, hàng chục năm nó mới ngon. Mà mua một cái chai vang bỏ ra vài ba triệu, tức là hàng trăm đô, hàng trăm Mỹ Kim, hàng trăm euro, mà chúng ta không đi tìm hiểu những thông tin ấy thì lãng phí rất là lớn. Thêm một điều nữa là những chai vang này đại đa số là bao giờ cũng có giải thưởng. Những chai vang mà đã trên 1 triệu rồi, kể cả những chai vang dưới 1 triệu cũng rất nhiều chai có giải thưởng rồi, nhưng mà những chai vang mà đã trên 1 triệu rồi, các awards của các chuyên gia hàng đầu, Robert Parker, James Suckling, rồi Tim Atkins, Janice Robinson chẳng hạn, tức là các ông sẽ có nhiều cái style, tức là phong cách chấm khác nhau, thường là thang điểm 100 hoặc thang điểm 20, phổ biến là thang điểm 100, mà những chai vang mà từ 90 điểm trở lên là chai tốt. Quan trọng là ai chấm nữa nhé. Ví dụ chẳng hạn, Hoa hậu chẳng hạn, Hoa hậu thế giới có, Hoa hậu Hoàn Vũ có, đấy là những giải thưởng Hoa hậu rất là danh tiếng, uy tín. Nhưng mà Hoa hậu thì cũng Hoa hậu làng tôi, Hoa hậu gia đình ta cũng là Hoa hậu. Cho nên là quan trọng nhất là những chuyên gia và những tạp chí danh tiếng họ chấm điểm bao nhiêu. Tại sao phải search Google bằng tiếng Anh? Rất nhiều chai vang vô danh hoặc những chai vang thậm chí là không tồn tại luôn ấy, mà ở thị trường bây giờ họ tùm lum tà la, họ làm điểm số lăng nhăng, dán lên trên vỏ chai 95, 93, là cái điều đấy cực kỳ khiến cho người dùng gọi là vào một cái ma trận. Anh chị em phải hoàn toàn search thông tin bằng tiếng Anh, xem điểm số của các trang web chính thức người ta chấm bao nhiêu, đừng nhìn vào vỏ chai, bởi vì có những chai vang rất vớ vẩn, thậm chí những chai vang gọi là vang fake luôn, tức là vang giả mà người ta cũng làm, người ta tạo ra một cái điểm số người ta dán luôn lên trên vỏ chai. Đúng răng dùng đúng từ là lừa người tiêu dùng. Ngay cả nếu điểm số xịn, điểm số chuẩn rồi thì vẫn cần phải xem là ai chấm. Đây không phải là chủ đề mà chấm điểm trong vang, cho nên là Giang không chi tiết vào chuyện đấy. Mà những chai vang mà Giang dùng cái từ là được người ta nâng giá, người ta thổi giá lên. Những chai vang mà chẳng biết đâu đâu à, nhưng mà người ta làm những cái vỏ chai rất là phù hợp với cái sự yêu thích của một bộ phận những người anh chị em dùng vang ở Việt Nam. Chẳng hạn người ta làm chai nồng độ cồn rất cao này, chai rất dày, rất nặng này, rồi người ta làm cái vỏ chai cực kỳ đẹp. Nhưng mà search trên thế giới thì không thấy thông tin ở đâu ra cả. Và người ta tự về đây nâng giá lên rất rất nhiều lần, rồi người ta phù phép rằng đây là những chai vang phiên bản limited, phiên bản rất là giới hạn, bờ cờ gì đó. Các vị sẽ không tìm thấy đâu thôi. Nhưng khả năng lớn là chúng ta mua phải những chai vang mà rất là xoàng hoặc là rất là bình thường so với cái giá tiền của nó. Chúng ta mua những chai vang mà nó không ăn thua gì cả, mà nghĩ rằng là mua được chai tốt. Trên bàn ấy Giang thì cả vang trắng, vang đỏ, vang hồng đều có những lựa chọn phù hợp. Ở đây là có nhiều vang từ các nơi khác nhau, có Bồ Đào Nha, có Úc, có New Zealand, khá nhiều chai từ Ý và Chile. Nhìn chung các chai vang từ Chile mà chai tốt, chẳng hạn mấy cái chai đơn nhiệt của nhà Coily hoặc nhà Piers Garcia đây, hoặc là chai này cũng là chai Chile đây, đều là những chai hàng đầu của Chile. So với chất lượng và giá thành, điểm số rất cao. Thường thì Chile họ chắt đậm hơn, kiểu là tân lục địa mà chắt đậm hơn, và một số chai mà style của Bordeaux họ làm theo cái phong cách của Bordeaux pha trộn, và cái vị chắc của nó là đậm đà, mạnh mẽ, strong hơn. Còn những cái chai vang bên Ý, đây là vùng Bắc Ý, vùng Veneto, thì thường là Appassimento nó sẽ hơi vị ngọt dịu một chút xíu. Trừ có cái chai này anh chị em nhìn thấy hai chai giống hệt nhau nhé, nhưng là hoàn toàn style khác nhau này. Đây là hai chai, đều hai chai Mai Di Mai, tức là theo tiếng Ý dịch ra tiếng Việt là đừng bao giờ nói không bao giờ đấy, never say never đấy. Cảm giác nó giống hệt nhau nhưng nó là hoàn toàn khác nhau luôn. Một chai Appassimento tức là người ta làm nho khô lên, và một chai là làm theo hoàn toàn style Valpolicella theo cái kiểu blend pha trộn phong cách của Bordeaux đấy. Những người nào mà thích một vị kiểu Amarone đây, đây chai này là chai không Amarone và chai này là chai Amarone. Những người nào mà thích một vị chát hơi ngọt thì sẽ hay thiên về gu Amarone, còn những người nào mà thích vị mà chát dry hoàn toàn khô đấy, dry, thì sẽ chọn chai này. Mặc dù nhìn hoàn toàn giống nhau, cực kỳ giống nhau luôn, chỉ khác nhau một cái chữ thôi, một chữ Amarone này. Cho nên nếu mà chọn vang theo cái tem ấy nó nguy hiểm lắm anh chị em. Thì ở đây trên bàn thì Giang chủ yếu tập trung là các chai vang của Ý và Chile, ngoài bên cạnh đấy là một số chai New Zealand hoặc là Úc hoặc là Bồ. Chai này cũng là chai của Chile, nhà Coily. Thì có một số thương hiệu người ta đưa những cái chất nước nho ép và người ta đưa về Việt Nam những chai vang Chile cực kỳ tệ. Những cái điều đấy có lẽ là con sâu bỏ rổ nồi canh, thì khiến cho thị trường vang, nhất là những người mà chưa sành vang ấy, hoặc là chỉ mới nghe hơi hơi đâu đó thôi, nghe thông tin đâu đó thôi, mà không chắc là hoặc là chưa biết phân tích ấy, thì lại mặc định rằng là vang Chile là những chai rẻ. Đấy là một trong những sai lầm đáng tiếc nhất của những người dùng phổ thông, bởi vì đã có một số nhà sản xuất người ta xuất khẩu những cái nước chất lượng rất là tệ, người ta đóng trong cái tét ấy, vang nó còn tệ hơn vang công nghiệp, kiểu đầu thừa đuôi thẹo bạc nhạc, nho thừa nho rơi nho vãi đâu, người ta dồn lại tất cả, người ta làm như thứ nước công nghiệp ấy, tệ lắm. Xong người ta ép ra và người ta xuất cả một cái tét, một cái thùng đấy sang Việt Nam, ở một số nơi trong nước họ đóng tem và họ bán. Bất cứ một quốc gia sản xuất vang nào nổi tiếng, người ta đều làm được những chai vang rất ngon và những chai vang chất lượng vừa vừa. Nước Pháp vừa rồi chúng ta đọc báo chúng ta biết rồi, đổ đi mấy trăm triệu lít vang, nhưng đấy là toàn những là bug wine, tức là những chai vang rất là tệ, mấy trăm triệu lít tiền,
Nhưng mà những chai vang tốt của Pháp thì lên giá mà lại lên giá bởi khủng hoảng và lạm phát. Nước Pháp vừa rồi tiêu hủy đi, nếu mà Giang nhớ không nhầm, là 300 triệu lít. 300 triệu lít tức là chia cho 100 triệu ông Việt Nam là mỗi ông được 3 lít. 3 lít tới 4 chai đấy. Người ta đổ hủy luôn đi luôn. Thì đấy là những chai vang, gọi là những dòng vang rất là xoàng, hạng thấp nhất. Nhưng nước Pháp có những chai vang hàng chục ngàn đô. Nước nào cũng làm được những vang ngon. Những quốc gia sản xuất nổi tiếng thì họ có thể làm được vang tốt và có thể làm vang vừa vừa. Thì Chile cũng như vậy. Chile có nhiều dòng vang rất là bình dân, xuất sang Việt Nam và xuất sang nhiều nước khác nữa. Đặc biệt là thị trường Việt Nam lợi dụng sự gọi là chưa hiểu biết của rất nhiều người, cho nên một số nhà nhập khẩu nhập những thứ dạng vang hạng bét của Chile về và bán, hoặc là người ta nhập những thứ nước nho ép hạng bét về, người ta đóng chai ở đây người ta bán. Và bây giờ tiếp theo là Úc cũng bị ảnh hưởng như thế, nhập những thứ nước nho ép hạng bét của Úc về đóng chai và bán với giá tùm lum 100-200 ngàn, và bảo rằng đấy là vang xoàng, hoàn toàn nhầm lẫn. Nếu mà biết chọn vang Chile thì xứng đáng cực kỳ đồng tiền bát gạo, bởi vì chúng ta uống được những chai vang thật mà giá rất dễ chịu so với chất lượng. Ý cũng thế, Ý rất nhiều những chai vang mà Giang uống Giang không thể dùng nổi, nhưng có những chai nó tuyệt ngon luôn. Và dĩ nhiên ấy, thì những chai mà rất ngon của Ý thì thường là giá nó sẽ không mềm, hoàn toàn không mềm, bởi vì như Giang đã chia sẻ nhiều lần rồi, người ta không so sánh vang nước này với nước khác, bởi vì mỗi nước nó một style. Người ta không ai đi so sánh phở gà hoặc là với bún chả hoặc là bún bò Huế chẳng hạn, không so sánh. Ông thích bún bò Huế thì ông ăn cái bún bò Huế, tôi thích bún chả hoặc là tôi thích phở gà, tôi ăn phở gà, vậy thôi. Cho nên người ta không so sánh vang của nước này với nước kia. Thậm chí trong cùng một quốc gia, người ta không so sánh vang của các vùng miền với nhau. Nếu chúng ta thích cái style chẳng hạn ở Barbaresco của Ý, là một dòng vang Giang cực kỳ thích, thì chúng ta phải chấp nhận chi cao tiền. Mặc dù có rất nhiều người bảo cái chai này uống có gì đâu, nhưng đấy là cái chai mà nó đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, và phải chấp nhận chi, sẵn sàng chi nhiều tiền để uống nó, mặc dù nhiều người chưa chắc đã thích. Ở trên thị trường Việt Nam chia làm hai xu hướng. Một là những chai nhiều triệu thì thường là những chai open market, tức là người ta bán theo cái kiểu là phân phối. Những chai có thương hiệu nổi tiếng rồi, thường là của Bordeaux hoặc là phần lớn là của Bordeaux, và thêm nữa là của Burgundy, tức là những cái vùng mà trên thế giới đều biết rằng là nó đã nổi tiếng, họ đã xây dựng thương hiệu từ vài trăm năm nay rồi. Cho nên nếu mà chúng ta chi tiền để chúng ta uống những dòng đấy thì chúng ta được một cái gì? Được cái là chúng ta dùng một thương hiệu, và chúng ta phải chấp nhận rằng là giả rất nhiều tiền cho thương hiệu đó. Ngay tại Bordeaux có những dòng vang mà người ta không được xếp trong phân khúc Grand Cru Classé. Tại sao? Bởi vì nước Pháp bảo thủ gần 200 năm nay, là những cái hãng vang mà từ cái bảng xếp hạng năm 1855 đến giờ là gần không thay đổi. Có nghĩa là 200 năm trước ông tốt, 200 năm trước những người tiền bối của gia đình ông làm tốt, thì bây giờ ông vẫn được hưởng cái tốt đấy, mà chưa chắc ông đã được như vậy nữa rồi. Đấy, chẳng hạn cái bảng phân khúc 1855 của bên Bordeaux đấy, gần như là chỉ thay đổi một lần duy nhất cho một hãng lên hạng thôi, Chateau Mouton Rothschild. Còn lại thì bao nhiêu hãng đấy là vẫn mặc định rằng là tôi ở Grand Cru Classé, tức là tôi phân khúc cao cấp, thì tôi phải được giá như vậy. Và chính vì thế cho nên rất nhiều là nhà làm vang nổi tiếng, nhà làm vang tốt và vang ngon của Pháp, chẳng hạn như Chateau Petit này, Petit Chateau này, rồi Courbourgeois này, tức là những chateau mà người ta không nằm trong cái phân khúc Grand Cru Classé, nhiều nhà người ta làm một chai vang cực kỳ ngon, nhưng người ta không thể bán được giá cao, bởi vì tại sao? Người ta cũng không có thương hiệu. Bằng những nhà trong cái phân khúc Grand Cru Classé, mà có một cái điều nghịch lý là trong phân khúc Grand Cru Classé gần 200 năm này, từ năm 1855 đến giờ không thay đổi, có nghĩa là tôi luôn luôn tốt đấy. Chính vì thế cho nên những chai vang bán ở Việt Nam, không riêng gì ở Việt Nam mà một số thị trường khác cũng thế, thường là những chai open market của Grand Cru Classé của Pháp, và những chai đấy rất là overpriced, tức là nhiều chai là overpriced, là giá cao hơn giá thật của nó rất nhiều. Chính vì thế cho nên những chuyên gia hàng đầu người ta toàn thử mù không à, blind tasting, và rất nhiều lần người ta đánh sập những chai thương hiệu đấy. Mà ngay cả trong cái phân khúc Grand Cru Classé, đôi lúc là những chai ở phân khúc hạng 3 hoặc là hạng 4 còn ngon hơn và bán được cao hơn rất nhiều so với phân khúc hạng 2, hoặc là thậm chí những chai phân khúc hạng 2 uống còn vào hơn nhiều chai ở phân khúc first growth. Cho nên là để chọn những chai vang tầm 2-3 triệu trở lên thì anh chị em có hai sự lựa chọn. Một là chọn những chai vang mà người ta đã làm thương hiệu 200 năm nay rồi, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận chi tiền cho một phần cho cái thương hiệu đó. Hai nữa là chúng ta dựa theo điểm số của những người rất nổi tiếng và tư vấn thêm ở những hãng vang gia đình đang nỗ lực để thành những hãng nổi tiếng. Thì khi mà trong thời gian người ta đang nỗ lực thành nổi tiếng ấy, người ta làm rất ngon và người ta để giá rất dễ chịu, thì nếu chúng ta chọn được những chai vang mà ở những hãng mà đang nỗ lực, đang phấn đấu tột cùng tối đa để thành nổi tiếng, thành thương hiệu toàn cầu, thì chúng ta sẽ chọn được những chai vang rất ngon với giá cực kỳ dễ chịu. Người ta đang cố gắng để thành nổi tiếng mà. Cho nên chúng ta sẽ được nhiều lợi thế lắm khi chọn vang của họ. Giang rất thích một cái chai gọi là chai Port này. Thường thì những người mà hiểu vang sành vang thì biết là Port là một cái thương hiệu rất là danh tiếng hàng đầu của thế giới luôn. Douro là cái thung lũng đầu tiên đưa ra cái tiêu chuẩn, bây giờ chúng ta gọi là tiêu chuẩn AOC hoặc là DOC,
tức là cái tiêu chuẩn đầu tiên để định hình một cái dòng vang ngon nó như thế nào của Bồ Đào Nha đấy. Giang có những chai vài chục năm tuổi, port là làm từ là ruby port và tony port. Ruby tức là đỏ và tony tức là nâu nâu đấy. Gần đây thì một số hãng rượu port người ta làm cả vang port trắng nữa. Thì chai này là một chai mà không quá ngọt, nó ngọt vừa vừa dịu dịu, nồng độ cồn lại 19 độ rưỡi. Thì nó phù hợp với rất nhiều món Á Âu và đặc biệt phù hợp với rất nhiều món Việt Nam và đặc biệt phù hợp với nhiều gu của người Việt Nam nữa. Mà chị em uống thì cũng thấy rất dễ chịu, ngọt dịu dịu, nó nồng nồng cay cay và hương rất là fruity và đầm thắm. Chín trắng, chai này thì dùng với món gan ngỗng này, pate gan ngỗng của Pháp tuyệt đỉnh này. Rồi dùng với một số món Việt chẳng hạn như là món cua sốt me rất tuyệt, hoặc là dùng để dessert thì cũng rất tuyệt vời luôn. Tất cả những chai vang mà đã trên 1 triệu hoặc là những chai vang từ 2 triệu trở lên thì muốn tốt là phải family wine này, bảo quản tốt này, so sánh giá quốc tế này. Điểm chấm thường sẽ có điểm chấm cao 90 trở lên, nhiều chai 93, 94, 95, 96, 97, 98 nữa, xuất sắc. Rồi của những nơi bán hàng có tâm và những nơi tư vấn có tâm, thì đấy là những cái điều mà Giang chia sẻ với anh chị em.